Em chào cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube gốm sứ Nhật Xuân Lãm. Bên em chuyên các dòng gốm sứ Nhật cao cấp. Anh chị xem video mà cảm thấy yêu thích cái món, cái sản phẩm nào thì anh chị có thể điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại 0913330469. Điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại trên tấm bảng anh chị 0913330469 ạ. Rồi em xin phép lên mã đầu tiên. Em có bộ bình trà. Đây em có một bộ trà nha anh chị. Gồm 5 xếp trà, một cái bình trà như một cái bình trà và một cái đĩa xoài, một cái đĩa xoài, cái khay trà anh chị. Rồi, 5 xếp trà này. Trà này đĩa và ly đều có viền vàng nha anh chị, đĩa và ly đều có viền vàng, họa tiết hoa nhỏ bên trong ly cũng có như thế này, cái ngoài nó cũng có vỉ vàng luôn nha anh chị. Đó, 5 xếp như thế này. Một cái bình trà này, cái tay cầm và cái viền của cái miệng bình trà cũng có vỉ vàng luôn. Nói chung bộ trà này đẹp lắm anh chị, không có tì vết một chút xíu nào luôn. Mà họa tiết hoa nhỏ nhìn nó cũng sang nữa. Nó một cái đĩa sò như thế này. Đĩa xoài này là viền vừa vỉ vàng và vừa có bèo nhúng nhẹ như thế này anh chị. Viền của đĩa xoài này là bèo nhúng nhẹ như thế này. Rồi em báo với anh chị là em báo với anh chị là dòng này là dòng Narumi nha anh chị. Đây nè, mặt sau của đĩa và đĩa 5 xích ly và trà tất cả đều có truyện. Dòng này là dòng Narumi nha anh chị. Rồi, 5 xếp một bình trà cực kỳ sang luôn. Để em đo kích thước cho anh chị này. Đường kính của miệng ly là 7, cao là 6 nha anh chị. Rồi đường kính của đĩa này là 13, đường kính của miệng bình là 7, cao là 15 nha anh chị. Đường kính của đĩa xoài này dài là 39 và ngang là 27 nha anh chị. Dài là 39 và ngang là 27. Cái bình này có dung tích dưới 1000ml nha anh chị. Bình này là dung tích dưới 1000ml. Từ ly đĩa bình trà cho tới đĩa lớn tất cả đều có vỉ viền vàng nha anh chị. Và mặt dưới có truyện ký đầy đủ. Dòng này là dòng Narumi. Anh chị mà thích cái bộ trà này á thì lên cho em là mã D28 giá 900k. Em xin lỗi anh chị, D27 giá 900k bộ này nha anh chị. 900k một bình 5 xếp và một đĩa lớn như thế này. D27 giá 900k nha anh chị. 900k nguyên bộ như thế này. Rồi em lên mã tiếp theo cho anh chị. Em lên mã tiếp theo thố mũ sắt nha anh chị. Thố mũ sắt có nắp như thế này. Em lên mã tiếp theo thố mũ sắt có nắp nha anh chị. Rồi thố này là thố lục giác nè. Họa tiết ngũ sắc nha, xen lẫn vỉ vàng nữa. Họa tiết ngũ sắc xen lẫn vỉ vàng nữa nha anh chị.
thố lục giác có nắp như thế này. Thố này là thố size mini, mình có thể mình đựng hạt dưa hoặc là mứt gừng đồ. Mặt sau có truyện ký đầy đủ, mặt sau có truyện ký vừa là truyện vẽ vừa là truyện khắc vào trong sản phẩm như thế này. Nó có một cái truyện khắc ngay chỗ đây này. Rồi, đường kính của miệng thố này là 10 và cao là 6 nha chị. Đường kính của miệng thố này là 10 và cao là 6. Họ tiết ngũ sắc xiên lẫn vỉa vàng. Mặt dưới có truyện ký, vừa là truyện vỉa vừa là truyện khắc vào trong sản phẩm luôn. Rồi anh chị lên cho em mã D28 giá 300k cái thố này. D28 giá 300k cái thố này. Rồi em lên mã tiếp theo, em có 2 chiếc đĩa. Cái này có số lượng không biết. Rồi em lên mã tiếp theo, em có 2 chiếc đĩa chấu tiểu. Đĩa chấu tiểu này là size lớn nha anh chị. Em có 2 chiếc. Đĩa chú tiểu này là hoàn toàn được vẽ bằng tay và hoàn toàn là men xanh lam nha anh chị. Được vẽ bằng tay hoàn toàn nha. Rồi em báo với anh chị, đĩa này là mặt sau có truyện ký đầy đủ như thế này. Đĩa này đẹp lắm anh chị, mình trưng một bộ trà nho nhỏ nó đẹp. Rồi đường kính của đĩa này là 25 và cao là 4 nha anh chị. Đường kính của đĩa này là 25 và cao là 4. Anh chị mà thích hai cái đĩa chú tiểu này thì lên cho em mã 29 D29 giá 220k một chiếc như thế này. Em có 2 chiếc. Lên cho em mã D29 giá 220k một chiếc nha. Truyện ký đầy đủ này. Một cái gạch tàn xanh coban nha anh chị. Xanh này là xanh coban. Chữ ở trên này là được làm vẽ bằng vàng, vẽ vàng. Có viền vàng xung quanh như thế này. Chữ này là chữ vàng, vẽ vàng. Màu xanh coban nha anh chị. Rồi cái gạch tàn này mặt sau không có truyện ký nè. Gạch tàn xanh coban, chữ vẽ bằng chữ vàng. Đường kính của gạch tàn này là 23 và cao là 6. Đường kính của gạch tàn này là 23 và cao là 6. Anh chị mà thích cái gạch tàn này thì lên cho em mã D30 giá 450k. D30 giá 450k, mặt sau không có truyện ký. Rồi em lên cho anh chị mã tiếp theo, em có xích trà nè anh chị. Xích trà này là hàng hộp nha. Này là hàng cao cấp nè. Em có 6 xích như thế này. 6 xích là 6 cái hộp như thế này. Đó, cái xích trà nó đẹp mà nó sang cho anh chị. Cái này mình uống trà chiều hoặc là mình uống cà phê cũng được nè. Đó, họ tiết cực kỳ sang luôn. Rồi em báo với anh chị là set này á, cả đĩa và ly, cả đế ly nữa đều được là vẽ viền vàng nha anh chị. Mà họ tiết rất là tinh tế, rất là sang luôn nè.
cả ly và đĩa. Sáu set này là không có lỗi lầm gì hết nha anh chị. Sáu set này là không có lỗi lầm gì hết. Và em báo với anh chị là mặt sau của sáu set trà này đều có chuyện như nhau. Em về được sáu set. Sáu set là sáu hộp, một hộp như thế này là nó sẽ có một set. Và set này là em báo với anh chị mặt sau có truyện ký đầy đủ nha. Mặt sau có truyện ký đầy đủ nè. Trời cái set này nó đẹp lắm luôn á. Rồi, đường kính của ly này được, đường kính của ly này là miệng là 10 và cao là 6, đường kính ly miệng là 10 và cao là 6. Đường kính của đĩa là 16 nha anh chị. Rồi, anh chị thích set trà này thì lên cho em mã D31 giá 350k một set như thế này, em có 6 set. D31 giá 350k một set nha anh chị. Em có 6 set. Set nó nằm trong hộp như thế này. Rồi em lên mã tiếp theo. Em có một cặp tô với lại chiến nè. Rồi em có một cặp tô với chiến như thế này. Một cái tô to. Tô này mình để trưng trái cây anh chị. Nó có mấy cái lỗ cho mình nè. Rồi tô này mình trưng trái cây nha. Còn chiến này là đi theo kèm với tô. Viền của tô này là viền bèo nhúng nha anh chị. Và có 1, 2, 3 cái lỗ ba bên để nếu như mà mình thích thì mình có thể là mình treo lên cũng được. Còn mình thích để như thế này thì mình trưng trái cây nè. Đây là chén nhỏ đi kèm theo với cái tô này nha anh chị, một cặp như thế này. Rồi em báo với anh chị là cặp tô chén này mặt sau không có truyện ký nha. Cặp tô chén này mặt sau không có truyện ký. Cái tô này em không biết cái men gì đây mà nó đẹp lắm luôn nha anh chị. Rồi cầm rất là nặng tay luôn. Cái tô này cầm rất là nặng tay luôn chứ nó không có phải hàng nhẹ đâu nha. Mà nó lại đẹp nữa. Cái chén đi cùng với nó nè. Rồi đường kính của tô lớn này miệng là 19 và cao là 10 nha anh chị. Đường kính của tô lớn này miệng là 19 và cao là 10. Đường kính của chén nhỏ là 11 và cao là 6. Rồi viền bèo nhúng mặt sau của tô và cả chén không có truyện ký nha. Anh chị thích cái cặp này thì lên cho em mã D32 giá 470k. D32 giá 470k hai chiếc như thế này. Chắc cầm rất là nặng tay luôn nha anh chị. Cái tô này không cũng phải tầm gần 2kg. Rồi em lên mã tiếp theo. Một chiếc thố ngũ sắc nữa. Cái thố này đẹp hơn chiếc thố nãy luôn. Để làm cho anh chị coi nè. Họ tiết của nó đẹp hơn cái thiên phố nãy luôn. Thố này mặt sau có truyện ký nha. Truyện ký nha anh chị. Thố này mặt sau có truyện ký. Thố này cũng là thuộc dạng thố size mini. Bỏ hạt dưa mất gần đồ gì đó. Rồi thố này miệng kính được. Thố này đường kính miệng là 11 và cao là 5,5 nha anh chị. Đường kính miệng là 11 và cao là 5,5.
rồi họa tiết nó sắc sảo, nó đẹp cực kỳ luôn. Mặt sau có truyện ký. Rồi anh chị thích cái thố này thì lên cho em mã D33, giá 350k cái thố này nha. D33 350k cái thố này. Rồi em lên cho anh chị một cặp đĩa sau lòng. Em lên cho anh chị một cặp đĩa sau lòng nha. Men này là men tiêu nha anh chị. Men của cặp đĩa này là men tiêu, nó chấm 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 như thế này nha. Nhiều anh chị không biết, cứ tưởng là đâu là cái đĩa nó bị cái gì. Không phải, nó men tiêu nó chấm chấm như thế. Rồi, cặp đĩa này là đĩa sau lòng của họ tiết là hoa ở viền xanh lá. Và em báo với anh chị là cặp mặt sau của cặp đĩa này có truyện ký đầy đủ nha. Mặt sau của cặp đĩa này có truyện ký đầy đủ. Mặt trước là họ tiết như thế này, họ tiết hoa viền xanh lá. Cặp đĩa này là cặp đĩa nó sâu lầm một xíu này. Mình có thể mình đựng cái đồ, cái món gì mà nó có nước nước một chút xíu, như là súp đồ gì đó. Rồi đường kính của đĩa này là 24 và cao là 4.5 nha anh chị. Đường kính của đĩa này là 24 và cao là 4.5. Anh chị thích cặp đĩa này thì lên cho em mã D34, giá 150k hai chiếc. Mã D34 giá 150k hai chiếc đĩa như thế này nha anh chị. Em lên mã tiếp theo. Cái này là cái gạt tàn nha anh chị. Cái này là cái gạt tàn size lớn. Nãy chiếc gạt tàn xanh coban kia là size nhỏ, còn cái này là mình size lớn. Mình có thể mình dùng mình gạt tàn cũng được, mà mình có thể là bỏ bộ trà lên cũng được. Cái ấm thì mình để chính giữa, còn mấy cái ly mình để xung quanh. Rồi cái gạt tàn cực kỳ đẹp luôn. Rồi họa tiết của gạt tàn này là đào trúc cúc nha anh chị, và được vẽ bằng men xanh lam. Mà anh chị là mình sờ vào cái hình vẽ như thế này nè, mình có thể là nó thấy là mình nó nổi cộm lên anh chị, vẽ mà theo kiểu nổi cộm lên á. Viền trong và viền ngoài đều là viền vàng nha anh chị. Viền trong và viền ngoài đều là viền vàng. Rồi mặt ngoài bốn bên cũng có vẽ bốn cành hoa đào như thế này. Mặt sau có truyện ký đầy đủ. Cái gạt tàn này nó cầm rất là nặng tay luôn nha anh chị. Và cái gạt tàn này nó không có một chút xíu nào tì vết hết. Không một chút xíu nào tì vết hết. Họ tiết từ họ tiết cho tới là chất liệu đều cực kỳ đẹp luôn. Cầm rất là nặng tay. Rồi đường kính của cái gạt tàn này là 27. Đường kính của gạt tàn này là 27 và cao là 7.5 nha anh chị. Đường kính là 27 và cao là 7.5. Anh chị thích cái gạt tàn này á thì lên cho em mã D35, giá 600k nha anh chị. D35 giá 600k cái gạt này nè, cực kỳ đẹp luôn. Lên cho anh chị mã tiếp theo. Có ba cái khay vuông như thế này. Không biết cái này là cái khay hay là cái đế để mình kê cái gì nữa. Thích thì anh chị về mua về có thể là để đế kê cái bình hoa, hoặc là có thể là khay cũng được. Cái khay này nhìn nó lạ lắm nè. Em có ba chiếc như thế này. Khay này hình vuông nhưng mà hình nó lạ lắm anh chị. Nó lạ mắt, kiểu dáng độc đáo, có bốn cái lỗ bốn bên.
Rồi em báo với anh chị là khay này mặt sau có truyện chìm nha. Khay này mặt sau có truyện chìm, em có 3 chiếc như thế này. Đường kính là 16 nha anh chị, đường kính của khay này là 16. Rồi anh chị thấp 3 cái khay này thì lên cho em mã D36. Giá 90k 3 chiếc. D36 giá 90k 3 chiếc anh chị. Rồi em lên mã tiếp theo, em lên mã cái bộ chén cơm nha anh chị. Bộ chén cơm này ánh xài cờ cực kỳ đẹp luôn. Bộ chén cơm này là vừa là viền vàng vừa là ánh xà cừ cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Form chén này là form chén cơm của Nhật á. Form chén Việt Nam mình thì là nó tròn, còn form chén Nhật thì nó cao cao như thế này, miệng nó vằn vằn ra, nó không có giống chén của mình, nhưng mà cầm trên tay nó lại nhìn thấy sang. Rồi em kêu lại chứ để nó lỡ nó bể. Em lấy ra một chiếc để anh chị xem cận cảnh nha. Em lấy ra một chiếc để anh chị xem cận cảnh nè. Ánh xà cừ viền vàng xung quanh, ở dưới gần đế cũng có một cái viền vàng nè. Form chiến cơm của Nhật, cầm trên tay nó như thế này nè. Chiến của Việt Nam mình là chiến tròn, còn form chiến của nó là miệng và vành như thế này, ánh xà cừ. Rồi em báo với anh chị là mặt sau của chiếc này có truyện ký đầy đủ nha. Bộ này em có 1 2 3 4 5 6 7 8, bộ này em chỉ có 9 chiếc thôi. Bộ này em chỉ có 9 chiếc thôi. Đường kính của chiếc này là 12 và cao là 6 nha anh chị. Bộ này em có 9 chiếc. Em báo với anh chị là có 9 chiếc, nhưng mà có một chiếc nó bị dâm ngay đây một chút xíu nè. Nói chung là em coi kỹ rồi, có một chiếc là nó bị dâm cái miệng vằn chút xíu thôi. Là nếu như mà anh chị thích thì em bỏ vào, còn không thích thì em bỏ ra. Có nhiều người ta mua hàng mới họ không thích dâm mẻ á, mà nếu anh chị nào thích thì em có thể bỏ ra, còn thích thì em có thể bỏ vào, còn không thích thì em bỏ ra cái chiếc dâm đó. Rồi còn lại 8 chiếc. Anh chị thích cái kiểu chiến này thì lên cho em mã D37 giá 300k 8 chiếc nha. D37 giá 300k 8 chiếc. Còn một chiếc bị dâm kia anh chị thích thì em bỏ vào, không thích thì em bỏ ra. Anh chị cứ yên tâm mua hàng bên em, là trước khi mà em cho em gói hàng, em đóng hàng gửi cho anh chị á, là em sẽ kiểm tra tất cả hàng hóa xem có bị dâm mỉ hay là nứt đồ này kia không, rồi em mới chuyển đi. Là những cái nào mà có bị dâm thì em sẽ báo trong video luôn. Nên là anh chị mua hàng bên em là yên tâm nha. Rồi em lên mã tiếp theo cho anh chị nè. Mẫu này thì là em có số lượng nha anh chị. Mẫu này thì là em có số lượng nè. Em không biết là bên họ họ dùng cái đây để làm cái gì, nhưng mà em nghĩ là cái này mình mua về xong là mình đục một lỗ ở dưới, mình trồng cái chậu bonsai mình để trên bàn làm việc anh chị. Nó đẹp lắm. Mẫu này em có số lượng nha. Mười cái, 20 cái gì đó. Mặt dưới của mẫu này là có truyện chìm. Mẫu này em có số lượng 10 cái, 20 cái gì đó.
Rồi đường kính của sản phẩm này là 9. Em cũng không biết gọi là cái gì nên em gọi là sản phẩm. Rồi cao là 7 nha anh chị. Em có 5 chiếc, em có số lượng là 10 chiếc, 20 chiếc gì đó. Anh chị thích thì lên cho em mã D38 giá 30k một chiếc như thế này nha anh chị. D38 giá 30k một chiếc. Họ tiết vẽ đường bằng men xanh lam, dưới mặt dưới có chuyện chìm. Rồi em lên mã tiếp theo. Em có một cái chiếc đĩa này. Đĩa này mình dùng để mình mua thêm một cái kệ gỗ mình để trưng trong tủ cũng được, hoặc là mình có thể mình dùng làm đĩa thả hoa, làm nhầm trà. Nói chung là cái đĩa này là size lớn, mình có thể làm được nhiều việc nè. Họ tiết là hoa cúc này, hoa mẫu đơn. Nói chung là họ tiết rất là nhiều hoa luôn. Chim bướm. Viền của đĩa này là viền men xanh lam. Cái đĩa này nó hơi sâu lầm một xíu nên là mình thả hoa cũng được nha anh chị. Đĩa này viền là men xanh lam. Họ tiết là hoa, chim, bướm. Nói chung là rất là nhiều họ tiết luôn. Rồi em báo với anh chị là mặt sau của đĩa này không có truyện ký nè. Đường kính của đĩa này là 31 nha anh chị. Đường kính của đĩa này là 31. Cao là 6,5 nha. Rồi anh chị thích cái đĩa này thì lên cho em mã D39 giá 600k. D39 giá 600k cái đĩa này nha anh chị. Em lên mã tiếp theo, em có một bộ khay hình chữ nhật như thế này. Bộ khay này nằm, bộ này là có hàng này là hàng full hộp nha. Đây, hộp của nó đây. Một hộp như thế này sẽ có thường thường là có 5 chiếc. Rồi, bộ này là mỗi một khay như thế này là một họa tiết khác nhau. Mỗi một khay như thế này là có một họa tiết khác nhau nha anh chị. Một hộp của nó là có 5 cái khay hình chữ nhật. Khay này nó không phải là màu trắng nha anh chị. Khay này là nó màu xanh ngọc, mà kiểu xanh ngọc nhạt á, chứ không phải là màu trắng tinh nha. Rồi 5 chiếc, 5 họa tiết khác nhau. Này là hoa đào nè. Họ tiết không gửi lựu này. Rồi em báo với anh chị là bộ khay này mặt sau mình có truyện chìm nha. Mặt sau có truyện chìm ngay cái góc đây nè. Bộ khay này đường kính dài là 23 và ngang là 12 nha chị. Dài là 23 và ngang là 12. Hàng full hộp như thế này. Anh chị mà thích bộ đĩa bộ khay này thì lên cho em mã D40 giá 250k nha. D40 250k 5 chiếc. Mỗi chiếc một họa tiết khác nhau. Có truyện chim này sao. Rồi em kính chào cô chú anh chị, em xin phép em dừng video ạ.